Chào các em, cô là Thủy Hạnh của chương Tiếng Trung Lạc Lạc. Hôm nay chúng ta sẽ vào tập 5 với nhóm thanh mẫu này nha. Các em đã luyện tập kỹ càng ba nhóm thanh mẫu trước chưa? Có thấy khó không nhỉ? Nhóm này thì khó hơn một chút nên cần kiên trì nhé. Đầu lưỡi chúng ta để chân răng cửa dưới A, mới căng sang hai bên. Phát âm theo câu nào. Chi, chi, si. Lại nhá, đầu lưỡi để chân răng cửa dưới, môi căng ra. Chi, chi, si. Ồ, khó đúng không? Nhất là âm này nè, âm bật hơi này này. Chúng ta sẽ phải bật mạnh luôn hơi ra nhá. Đội tuyển hùng biện tiếng Trung quốc tế của cô Thủy Hạnh, đội 2018 có một bạn. Âm này bị sửa trong một tháng trời vì thầy Trung Quốc nói là bạn ấy chưa bật mạnh đủ hơi. Đây cũng là lỗi mà người Việt rất hay gặp nha. Khi luyện tập âm quy á, là chi, chúng ta có thể cúi cằm xuống và khi phát âm thấy mắt và cổ là được. Nghe nè. Chi, chi. Nào, đã biết cách luyện chưa? Đọc lại theo câu nhé. Chi, chi, si. Nếu phát âm chi mà không mắt cổ tức là sai nha. Chào các em, hẹn gặp lại ở tập tiếp theo. Zaijian.